À, trước khi em chưa biết đến Elken ấy thì là cháu là bị mắc một cái căn bệnh là hạ kali trong máu, và tiếp nữa là cháu bị táo bón, một tuần không đi vệ sinh được, và cháu một ngày không ăn nổi được, lưng bắt cháo, và cháu mỗi một tháng nào phải vào bệnh viện là 4 lần, mà 4 lần đó thì lần nào vào cũng phải cấp cứu, vào làm cái khoa hồi sức cấp cứu, và bác sĩ phải bó tay luôn, cứ hạ kali truyền đủ kali rồi xong lại cho về, rồi xong một hai tuần lại bị hạ kali trong máu, xong lại vào viện. Thế nhưng rất là may mắn, một ngày đẹp trời là biết đến Elken đấy, một anh bạn chia sẻ về sản phẩm Elken cho, thì cho cháu dùng sản phẩm Elken. Sau một tháng thì em cho cháu lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh kiểm tra lại, thì cái hàm lượng kali của cháu bác sĩ kết luận là bình thường, và cháu hết cả táo bón, và một năm qua thì cháu chưa một lần nào vào bệnh viện. Vậy là rất là cảm ơn Elken, và Elken đã cho con gái của em một sức khỏe vô cùng giá trị, mà tưởng chừng em nghĩ là con em không thể sống đến ngày hôm nay, và Elken đã cứu sống con gái của em đấy ạ. Và em chính vì vậy em rất là yêu Elken ạ. Và chồng em phản đối, nhưng mà rất nhiều người, bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, anh em trong bên ngoài đều phản đối em, không cho em làm Elken. Nhưng em khẳng định là em sẽ thành công Elken, và em thấy sản phẩm tốt giúp con gái em được có sức khỏe như ngày hôm nay, thì vô cùng em yêu Elken. Và em làm sau một năm thì em được 3 chuyến đi du lịch, và em giúp trong đội nhóm của em rất là nhiều người có thay đổi sức khỏe và thay đổi tài chính và đi du lịch cùng. Thế ạ, tuyệt vời đúng không ạ? Vô cùng tuyệt vời ạ. Wow, xinh chất mà. Chắc chắn em sẽ phải thành công, phải BCM và MCCM trong Elken 10 năm tới. Ok, anh em sẽ làm.